Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và động viên bà con nông dân ra quân đầu năm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tranh thủ tự tiết những ngày đầu xuân tương đối thuận lợi. Ngay từ sáng sớm, người dân tại các thôn xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã ra thăm đồng, làm đất, còi sóc cây trồng, đặc biệt là tại các vùng sản xuất tập trung như vùng chuyên canh đậu phộng thôn La Châu, xã Hòa Khương, lúa hữu cơ thôn An Trạch Đông, xã Hòa Tiến không khí lao động diễn ra hăng say, hào hứng, hòa cùng sự phấn khởi những ngày đầu xuân. Ai nấy cũng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất cao và gặt hái bộ thu. Đào Nam mình qua đào được hiện là trong lùng cỏ, có đạo sang rồi làm vô gấp cỏ. Đào Nam là nhà quê là mình là đứa. Dạ, dạ. Thường là thường, thường. Là, 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 một, một máy là mình bắt đầu. Thường thường là mông mình rồi à, đã đồng lộn rồi ăn tết rồi mùng báo mùng nam là mình đã đồng rồi năm nay là năm mới là coi như lúc năm nay phát triển đạo cũng có phát triển à, qua mà nói chung là cửa ra à, đúng chị cũng phát triển hay á à, cá chị cũng qua cũng chị là đạo nam phát triển rất nhiều à, hơn mùa na năm nay ngành nông nghiệp đà nẵng tập trung để mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ an toàn sinh học và bảo vệ môi trường trong đó sẽ xây dựng nhiều mô hình điểm tại các địa phương để người dân tham quan, học hỏi, từ đó nhân rộng trên địa bàn. Mô hình nuôi heo hữu cơ tại thôn Phú Sương Ba, xã Hòa Khương vừa được triển khai cách đây một tháng là một điển hình. Đà Nẵng là mới triển khai cái mô hình này là mục đích là cô như chăn nuôi theo theo hướng hữu cơ là tiết kiệm, không dùng nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở trong các hộ gia đình. Quan trạng hiện giờ thật biết ông chỉ thấy rằng là tương đối là nát nên ngành tập trung làm thế nào để đảm bảo được cái nguồn nước không để hiện tượng mà lúa giảm năng suất và bắt mùa do thiếu nước đâu với cái lúa cây rào màu khác thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cơ bản thuộc lại chúng tôi đang hướng tới buộc này nông nghiệp là hữu cơ sinh thái bền vững làm thế nào để thích ứng với đảo khí hậu và hạn chế ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình ứng dụng thực nghiệm và sản xuất giống trên lĩnh vực thủy sản nước lợ, lâm nghiệp, nhằm gia tăng năng suất và chất lượng của nông lâm thủy sản. Một mùa xuân lại về trên những cánh đồng xanh tươi, những vườn cây triệt quả. Cùng với khi thay mới, kỳ vọng rằng lần đa quân sản xuất này sẽ là khởi đầu đầy khát vọng cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu cho bà con nông dân đà nẵng.